Xin chào bạn, có phải bạn đã nghe hoặc đọc thấy ở đâu đó nói về Canva? Bạn tự hỏi Canva là gì và có thể giúp ích gì cho công việc marketing của bạn? Trong video này, mình sẽ cho bạn một cái nhìn tổng quan về Canva. Đầu tiên là đích mục sở thị. Với Canva, bạn có thể thiết kế hầu như mọi loại hình ảnh phục vụ marketing và video cơ bản. Thứ hai, cách sử dụng Canva đơn giản và miễn phí. Phần 3 trả lời câu hỏi những ưu và nhược điểm của Canva, từ đó suy ra Canva phù hợp với ai. Cuối cùng là đánh giá chung, Canva có tốt không, có nên nâng cấp bản trả phí hay không. Nào chúng ta bắt đầu. Canva thực ra là một website trực tuyến có tên canva.com, chuyên dụng để thiết kế hình ảnh. Dân design chuyên nghiệp gọi Canva là món mì ăn liền vì nó có sẵn mọi thứ, ý tưởng mẫu dành cho bạn, ảnh đẹp chất lượng cao, các hình khối, kiểu chữ. Việc của bạn chỉ là kéo thả thay thế các yếu tố mà thôi. Để đích mục sở thị sự đơn giản như mì ăn liền của Canva thì mình sẽ vào giao diện Canva và chỉ cho bạn tỉ mỉ thứ bạn có thể làm với công cụ này nhé. Việc đăng ký Canva rất đơn giản, trong khuôn khổ video này mình sẽ không nói đến. Thì đây là giao diện Canva và ngay trên đầu bạn có thể nhìn thấy slogan là thiết kế mọi thể loại. Những thiết kế của bạn sẽ hiện lên đầu tiên. Bạn cứ kéo xuống thì sẽ thấy là có bản thuyết trình này, logo này, bài đăng Facebook này, trang bìa này. Đây là những mẫu ý tưởng và bạn có thể lựa chọn sau đó thì sửa đổi các thành phần, những hình ảnh, những chữ viết trong này để trở thành là bản thiết kế của mình. Đó, bạn thấy có outfit này. Để xem được nhiều hơn thì bạn bấm vào nút mũi tên ở đây. Đấy, sẽ ra được rất là nhiều các khung sườn khác nữa. Tranh ghép ảnh, video, có cả video các bạn nhé. Các bạn có nhớ cái intro đầu tiên trong video của mình không? Chính là dùng Canva để làm đó. Ảnh bìa YouTube, sơ yếu lý lịch, rất là nhiều đúng không? Và chúng ta có thể thiết kế hầu như là mọi thứ với Canva. Logo như thế này, thay đổi chữ viết rồi là hình chắc 2 phút là xong ạ. Câu chuyện của bạn. Cái này là của Instagram. Phong cách hoạt họa này. Đấy. Có cả những cái hình hoạt họa như thế này. CV xin việc, bạn cũng hoàn toàn có thể dùng Canva với rất nhiều mẫu. Rất đẹp luôn. Và dễ sử dụng. Thực đơn cũng rất là nhiều hình. Video Facebook ở đây thì họ đã để sẵn những cái kích thước chuẩn với từng nền tảng, ví dụ như là Facebook thì để nền tảng của Facebook, hay là YouTube thì có cả kích cỡ chuẩn rồi bạn nhé, để có thể xem được tất cả, để có thể lựa chọn được nhiều hơn thì bạn bấm vào nút xem tất cả này. Bây giờ thì mình sẽ đấy, rất là nhiều hình. Còn bây giờ thì mình sẽ thử làm một cái với ý tưởng có sẵn cho bạn nhé. Đây, mình chọn cái này đi. Ở đây thì bạn thấy là nó có chữ là xóa dấu chìm này, có nghĩa là nó có chữ Canva mờ mờ ở đây. Đấy, kể cả khi bạn xuất ra, đây là một tài khoản miễn phí các bạn nhé. Thì khi bạn tải về và xuất cái ảnh này ra thì nó vẫn sẽ có chữ Canva này. Bởi vì sao? Bởi vì mặc dù Canva miễn phí nhưng mà có những cái hình ảnh đẹp, những hình ảnh chất lượng thì vẫn có những khoản trả phí. Đấy, thì bạn có thể, nếu như bạn đang dùng khoản bản miễn phí thì bạn sẽ chọn những cái mẫu khác. Đây là những cái mẫu khác cũng là thuộc về giờ. Khi mà bạn đã chọn bài đăng Facebook thì nó sẽ đưa cho mình những cái đề xuất khác của bài đăng Facebook. Bạn sẽ xem là có cái nào nó phù hợp hơn không, cái nào đẹp đẹp không ha. Đây, mình sẽ thử cái này đi, thay vào cái này. Ok này, nó không có hiện ra chữ là Canva nữa. Đây, cái này cũng được này, cũng không có chữ Canva này. Đây, mình sẽ chọn cái này nhé. Việc đầu tiên cần làm là thay tên của bản thiết kế này. Nếu bạn không thay thì nó sẽ mặc định ở một tên dài. Và mình sẽ thay tên này là ảnh đăng Facebook. Thiết kế
kế này thì có hai bức ảnh ở đây, mình sẽ thay vào hai bức ảnh của mình bằng cách nào? Bằng cách vào nội dung tải lên. Bạn bấm vào chữ thiết bị để tải ảnh từ thiết bị của bạn lên. Ở đây mình đã chuẩn bị sẵn hai bức ảnh và mình sẽ tải hai bức ảnh này của mình lên. Và sẽ thay thế hai bức ảnh này vào đây. Ở đây thì khi bạn bấm vào đây thì bạn thấy là bấm vào đây này. Bạn bấm vào nút thùng rác để xóa ảnh. Nó hiện lên là xóa thành phần hoặc là xóa nhóm thì bạn sẽ chọn xóa thành phần. Sẽ xóa đi cái phần ở bên trong này. Còn nếu bạn ấn chữ xóa nhóm thì nó sẽ xóa ở cái khung viền ngoài này, bao gồm cả xóa cái phần trang trí này đi. Đó, mình sẽ bấm vào nút xóa thành phần. Vậy là ảnh đã được xóa đi rồi. Mình sẽ thay ảnh của mình vào. Cho nghiêng đi để phù hợp. Cho nhỏ ảnh lại. Ở đây bạn thấy bức ảnh gốc ban đầu thì có một cái khung với viền trắng bên ngoài như thế này. Mình sẽ cũng sẽ tìm cái khung này để trang trí vào đây. Bằng cách bạn vào thành phần khung, chọn khung. Đây chính là cái khung phù hợp. Cho nhỏ lại. Bạn kích vào bức ảnh, di chuyển nó để và gắn vào khung. Nhỏ lại một chút. Bạn đang thấy là bức ảnh của mình đang ở phía bên trên đúng không? Ở phía bên trên của hình trang trí này và bức ảnh này, mình sẽ bấm vào vị trí về phía sau và về phía sau. Rồi quay lại đó thì đã thấy là nó đã ở đằng sau của hai thành phần này rồi. Và mình sẽ thay tiếp bức ảnh này. Bấm vào này, chọn xóa thành phần. Cái này mình đưa tiếp cái khung này vào nhé. Mình chọn tiếp cái khung để đưa vào. Di chuyển. Chọn nội dung tải lên. Chọn bức ảnh của mình. Bức ảnh của mình đang có chiều dọc, trong khi khung là chiều ngang. Thì mình sẽ tùy chỉnh, căn chỉnh để cho bức ảnh ngang ra cho bằng với lại khung. Di chuyển bức ảnh vào. Hơi nghiêng một chút. Và bạn, cái hình này nó đang bị ở phía sau. Bạn chọn, bạn kích vào ảnh, cho ảnh về phía sau. Thì cho ảnh về phía sau lần nữa. Đây, để cái về phía trước. Đó. Ảnh này hơi to đã che vào mất chữ rồi. Cho bé lại. Rồi. Mình sẽ thay chữ ở đây. Để thay chữ thì bạn chọn chữ. Chữ này có hai phần đúng không? Mình chọn đúng màu chữ và xóa cái chữ này đi. Ở bên dưới này thì mình sẽ thay vào một câu slogan mà mình rất là yêu thích. Cảm ơn cuộc đời vì mỗi sáng thức dậy, tôi lại có một ngày để yêu thương. Để cho to được cái phần này lên để nhìn cho rõ nhé, mình bấm vào cái nút màu đen này này. Đấy, mình thấy là cái phông chữ này của mình nó hơi bị lỗi. Đây, nó lỗi những cái chữ ơ này. Thì mình sẽ vào đây mình thay một phông chữ khác. Đây, cũng chữ này. À thôi, cái này mình để chữ bình thường đi. Đấy, thì sẽ bạn sẽ thấy là nó sẽ gọn gàng, nó không bị lỗi nữa. Rồi, và đến chữ này, mình sẽ có một câu chúc. Chúc những ai nhìn thấy tấm ảnh này một ngày vui vẻ, thôi một ngày may mắn và nhiều niềm vui và nhiều nụ cười.
chọn một cái chữ khác. Ở đây có là một phông chữ mình rất là thích, Dancing Script này. Đấy, không bị lỗi nữa. Mình cho nhỏ lại một chút bởi vì là chữ của mình đang hơi bị nhiều so với phiên bản gốc. Mình sẽ kéo giãn cái này ra và cho nhỏ chữ lại để vừa vặn với khuôn hình, chỉnh nghiêng cho đúng, cho song song với lại cái bức, với bức ảnh. Bộ ảnh đó, bạn thấy là đã rất là ok đúng không? Thế rồi mình không thích bông hoa này, mình sẽ thay bông hoa này bằng cách vào bông hoa này, ấn nút xóa thùng rác này, hoặc bạn có thể bấm nút delete ở trên bàn phím máy tính nhé, cũng được nhé. Đấy, mình sẽ tìm một bông hoa khác để thay vào đây bằng cách bấm vào chữ thành phần, xóa cái tìm kiếm khung này đi. Đây mình chọn hình này, mình hơi nghiêng hình này đi một chút. Đây có cái biểu tượng này để bạn có thể chọn nghiêng đi này. Đây, cho to hoa ra một chút. Rồi. Đó, thế là đã ok rồi. Và mình có thể tải bức ảnh này về và đăng lên Facebook bằng cách bấm vào nút này, biểu tượng tải này. Thì họ sẽ cho mình chọn một vài cái định dạng, đó là PNG, JPG, PDF tiêu chuẩn hay là PDF bản in. Giả sử mà mình in cái này thành một tấm bưu thiếp để tặng mọi người thì mình sẽ chọn là PDF bản in. Tuy nhiên thì mình chỉ đăng lên Facebook thôi, vì thế mà mình chọn PNG chất lượng cao. Tải xuống. Đã tải xuống thiết kế. Thì ảnh này đã được tự động lưu ở trong. Đây mình vào phần download này. Phần download. Ảnh đăng Facebook đây. Đây chính là bức ảnh mà mình vừa thiết kế xong. Đấy. Rồi, mình có thể dùng nó để đăng lên Facebook rồi. Tất cả những mẫu thiết kế khác thì bạn đều làm được tương tự như vậy ha. Vậy những ưu nhược điểm của Canva là gì? Đầu tiên chắc chắn là Canva rất nhanh, điều đó giúp bạn tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu suất, đặc biệt là trong các công ty nhỏ khi mà một marketer phải kiêm rất nhiều việc. Hai, Canva rất tiện lợi với các tính năng tự động lưu, thao tác trên website nên bạn có thể dùng trên bất kỳ máy tính nào. Tính năng làm việc nhóm cho phép nhiều người có thể cùng tham gia thiết kế một dự án. Và điểm cộng cực lớn là Canva chứa kho tài nguyên đa dạng với các mẫu ý tưởng có sẵn, những bức ảnh đẹp và phong phú, đồ họa nhiều và đẹp, video và video từ YouTube, nhiều chủ đề về âm thanh để bạn thỏa sức sử dụng và sáng tạo. Một vài hạn chế của Canva đó là hiệu ứng ít nên ảnh thiếu thốn, phông chữ bị lỗi, do vậy mà Canva sẽ không phù hợp cho những thiết kế mang tính nghệ thuật cao. Canva sẽ phù hợp nhất với dân content, marketer, người làm kinh doanh vì đáp ứng được hiệu quả marketing với chi phí thấp. Canva hiện đang rất hot vì được nâng cấp nhiều tính năng so với phiên bản đầu tiên. Nhiều chuyên gia Internet và cả sát nổi tiếng khuyên dùng, nó hoàn toàn xứng đáng để bạn đầu tư chất xám và một chút tiền cho bản trả phí. Khi trình độ sử dụng Canva và tư duy thiết kế của bạn được nâng cao, bạn hoàn toàn có thể sáng tạo và làm nên những mẫu thiết kế đẹp và cực kỳ chuyên nghiệp. Trình độ sử dụng công cụ và tư duy chính là hai yếu tố mấu chốt để có được thiết kế đẹp. Mình sẽ giúp bạn có được điều đó, tiết kiệm nhiều thời gian và công sức mày mò trong chuỗi video nói về Canva. Vì thế hãy subscribe kênh để theo dõi những video tiếp theo của mình nhé!